Xin chào các bạn. Gần đây thì mình nhận được một số câu hỏi của các bạn, hỏi về việc là tại sao mà mình đã đăng ký 4G tuy nhiên lại không truy cập được mạng. Thì các bạn có thể theo dõi cái video hôm nay của mình để biết thêm thông tin về việc tại sao mà các bạn đăng ký 4G nhưng lại không truy cập được mạng. Khi mà các bạn đã đăng ký được cái gói cước 4G thì cái chỗ cạnh cái chữ Viettel này nó sẽ hiện lên cái biểu tượng LTE. Thì các bạn có thể nhìn thấy đấy. Còn khi mà các bạn chưa nâng cấp lên 4G thì nó sẽ vẫn có cái biểu tượng 3G thôi. Thì sau khi mà đăng ký 4G thì cái nhà cung cấp người ta yêu cầu là chúng ta phải khởi động lại máy để có thể truy cập vào mạng. Thì các bạn có thể nhấn cái nút nguồn, giữ nút nguồn để khởi động lại máy. Thì điện thoại của chúng ta lúc này sẽ vào được, truy cập được mạng. Đây, các bạn có thể giữ chuột để tắt nguồn này. Đấy, tắt rồi. Thì chúng ta có thể khởi động lại máy. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là khởi động lại máy. Trong trường hợp mà các bạn đã khởi động lại máy rồi mà vẫn chưa truy cập được vào mạng 4G thì các bạn có thể vào cái phần dữ liệu di động. Cách vào thì có hai cách, đó là các bạn có thể vào cái phần di động này, các bạn mở lên đấy, hoặc là các bạn có thể nhanh hơn bằng cách là vào cái phần này, các bạn ấn vào đây là được. Các bạn chỉ cần ấn vào đây thôi. Cái này nó chuyển sang màu xanh lá cây, tức là các bạn đã có thể truy cập lại, các bạn có thể bật được cái dữ liệu di động rồi. Các bạn cũng nên chú ý một cái điều, đó là mình đi vào cái vùng mà nó không phủ sóng thì chúng ta sẽ không thể kết nối được cái mạng 4G. Thế nên là các bạn cần phải di chuyển đến cái nơi có sóng để cái mạng 4G nó khởi động lại, nó có thể kết nối được trong máy của bạn. Và thêm một điều nữa, đó là khi mà các bạn bật cái chế độ máy bay đây, khi mà các bạn bật chế độ máy bay thì cái mạng 4G của các bạn dù cho là các bạn đã đăng ký tuy nhiên thì nó cũng sẽ không sử dụng được. Đây, các bạn có thể nhìn thấy này, nó chìm hết, ba cái biểu tượng này nó chìm hết, nó không nổi lên, mình ấn vào cũng không được. Khi mà các bạn đã thoát chế độ máy bay rồi thì nó sẽ mở, nó sẽ đậm lên và các bạn có thể dùng được. Thì các bạn chỉ cần bật chế độ máy bay lên. Một trường hợp nữa, khi mà đã thử tất cả những trường hợp trên đều không được thì các bạn có thể kiểm tra lại xem là các bạn đã đăng ký cái gói cước 4G thành công chưa. Sau đó thì chúng ta sẽ truy cập 4G bình thường. Nếu mà đăng ký rồi mà các bạn vẫn thấy không sử dụng được 4G nữa thì các bạn có thể gọi điện cho tổng đài Viettel để hỏi, hoặc là tổng đài Mobifone hay là Vilaphone tùy theo cái nhà mạng mà bạn sử dụng. Đối với tổng đài Viettel thì các bạn sẽ gọi đến cái số hotline là 1800 8098 hoặc là các bạn gọi đến 198. Còn đối với những bạn sử dụng nhà cung cấp Mobifone thì có thể liên hệ đến hotline là 1800 1090. Và đối với tổng đài Vinaphone thì các bạn sẽ gọi đến cái hotline là 1800 1091. Đối với những ai mà có cái app My Viettel ấy thì các bạn có thể truy cập vào cái
app My Viettel để kiểm tra xem là cái gói cước của bạn sử dụng đã là cước 4G hay chưa. Hoặc là đối với mạng Mobifone thì các bạn sẽ tải cái app My Mobifone, nhà mạng Vinaphone thì sẽ là My VNTP. Thì các bạn có thể tải về và kiểm tra xem là cái gói cước của mình đăng ký đã là gói cước 4G chưa và đã đăng ký được chưa. Hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi của mình thì các bạn có thể kiểm tra được cái kết nối 4G của mình và sử dụng được 4G một cách đơn giản và bình thường nhất. Thì video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.